Hello anh em nhá, thì hôm nay T Tsunami SN100 về rất là nhiều màu đẹp. Trong thời gian qua anh em đang săn, anh em xem like, anh em nào mà chưa săn được những cái mẫu xe màu ý thì hôm nay mình sẽ khui cho anh em tất cả những cái mẫu T Tsunami SN100 về bên cửa hàng nhá. Đây đang có 6 kiện là chắc là có 12 khung anh em nhá. Không biết là những khung màu gì đây, bây giờ mình khui cho anh em xem. Đó, đây là màu gì đây? À, màu đen. Đây em nhá, màu đen mà rất là đẹp luôn. Ok chưa? Đây khui cho anh em xem này. T Tsunami SLM màu đen, size S và size M đều có anh em nhá. Đấy, đây ok chưa? Đẹp chưa anh em? Đợt này là khung đen và thương hiệu chữ màu đen anh em nhá. Ok chưa? Rất là đẹp này. Đó, màu đen là một chú này. Ai chà, ok chưa anh em ơi? Rất là đẹp luôn. Đây, cái thùng thứ hai mình bóc ra là màu xanh. Đây là màu xanh anh em nhá. Đây là màu xanh ngọc anh em nhá. Đấy, anh em nào thích fan nhiều màu thì anh em có thể là eBay cho shop luôn. Ok cho anh em, con này cũng có size M, size S anh em nhá. Đấy, đây màu xanh ngọc này. Ok, còn màu vàng anh em nhá. Màu vàng xi măng anh em nhá. Ok chưa? Úi xời, khá đẹp luôn anh em ạ. Đợt này rất là nhiều màu đẹp luôn. Đây, T Tsunami SM100 size M có cả size S. Khung khung này không phải là đen hẳn anh em nhá, nó là đen cà phê anh em nhá. Đấy, đen cà phê này. Nhìn thì nó kiểu dạng dạng màu đen nhưng mà là nó là kiểu đen cà phê nhìn rất là đẹp. Ok cho anh em. Chữ thương hiệu T Tsunami này là màu vàng anh em nhá. Ok, đây là bản đổi màu anh em nhá. Ok chưa? Úi xời ơi, khá là đẹp luôn. Đây em, T Tsunami SM100 nhá. Có bản hai màu. Ok chưa? Màu xanh màu tím. Có size M, size S anh em nhá. Hôm nay bên shop đã về màu xanh ngọc, đen vàng và màu đen. Tên đen các kiểu anh em nhá. Anh em nào mà ưng những cái màu trong đây mình vừa khui ra, anh em đi bên ngay cho shop để em nói nhá, bởi vì là số lượng không có nhiều đâu anh em ạ. Số lượng có hạn luôn, không có nhiều đâu. Anh em nào mà muốn sở hữu một con xe T Tsunami SN100 thì anh em phải đi bên ngay cho shop nhá.